Rồi, bây giờ mấy đứa mà binh bả thì dãnh cái lỗ tai lên mà nghe nè, nha. Phải chi bây giờ bả nói 50-50 người thích thầy Minh Tệ thì ok, không ai nói gì. Những người ghét bả thì người ta nói không nói, còn đây là những người đang yêu mến bả đều quay đầu. Không phải bả nói câu đó đó, mà bả nói trước tiên nhất là thầy Minh Tệ xong rồi bả mà quốc phát là chúng không chịu phát nào. bà quốc hay quá, bà quốc chúng tê 30 luôn, Đúng không? bà mới ra đó, bây giờ bà chuẩn bị quốc tiết nữa rồi Xong Rồi bà nói á Là phía sau thầy Là có người Giống như là có người Đi theo mà kiểu như suối thầy hay sao Ý là bà đang nói vậy đó Nên người ta mới phẫn nộ Chứ đương không mà không ai phẫn nộ Cái nào ghét là ghét Phải nói cho đúng đàng hoàng Chứ đương không bà nói cái 50-50 thích thầy 50-50 không thích thầy rồi người ta chửi bà làm gì cái chuyện đó Chữ đi Rồi cho cái fan hâm bộ bả quậy cho mà thấy đẹp Đó nên là nghe cho kỹ Binh thì phải binh cho nó đúng Binh sai rồi Giống như ẩn phía đằng sau của thầy là ai vậy đó Trời ơi trời thầy đi tu Thầy có nhận tiền nhận gạo nhận đồ đạc gì của ai đâu Mà phải nhờ ai giúp đỡ Bạn có làm được vậy chưa Bà bà muốn làm quốc mẫu hồi cung Thì bà phải như thế nào Bà nói bà có giữ lời đâu Bà nói bà không lên phát trực tiếp nữa Bà lên trời ơi bây giờ trên mạng là gần 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 hình ảnh bà Đó Rồi bây giờ nè Có ai mà phụ nữ gì kỳ cục không Dù cho mình có ngoại tình thiệt đi Thì mình cũng giấu đi Đó có một cái clip người ta đăng đó Chính bà nói luôn đó, Là bà ngoại tình với ông trời Bà không còn đường nào bà nói Bà đem ông trời ra nói luôn bộ thèm chuối lắm hay gì Bả nói cái câu nói của mọi người phải phải nghe bà nói ẩn ý nha Là bà điện cho ông trời Điện cho ông trời xong rồi Ông trời kêu đốn mấy cây hết trơn trong Đại Nam Đó Rồi xong cái bắt đầu là Trồng chuối hết Trời ơi chiến này chắc phải kêu thầy võ nằm yên ra Cứu thầy mình quá mọi người ơi Chỉ có thầy võ nằm yên ra là Mọi chuyện là được suôn sẻ hết cái mẫu chuyện của thầy võ nằm yên với bả thì mọi người chắc gành quá mà đúng không em có má nuôi em ở ngày đó luôn nè quá gành luôn đó gành từ chi tiết luôn á nhưng mà thôi không có nói mấy chuyện đó ra vì đó là chuyện riêng tư của người ta đó nhưng mà mình đừng nghĩ là người ta không nói là người ta biết biết hết trơn đó giống như cái câu chị nói đó quá cứ dơ giấy dễ gì giấu giếm đó nó là vậy đó Trời ơi trời quốc mẫu ơi quốc mẫu để cho dân chúng yên chứ quốc mẫu quậy hoài à Quậy hết chuyện này tới chuyện kia Quậy ông đã lôi thầy tu ra quậy luôn Thiệt là tình tội nghiệp thầy của tôi quá Thầy của tôi đã đi tu rồi mà còn không yên với bà bà còn quậy nữa Trời ơi có ai mà phụ nữ gì không mà cho nó á mọi người thấy không có bữa thì mặc áo lồi gúng như nè có bữa thì mặc áo cứ bằng hở ngực dài tới đây nè qua tới đây nè có người người ta bình luận người ta tới và dạ thì gúng à còn không thôi thì hảo nguyên cái lưng ra luôn trời ơi là trời đó bao nhiêu nó thể hiện ra con người rồi là mọi người đủ biết rồi mà sao cứ binh trời ơi binh binh bất chấp vậy mấy cha đó bây giờ nó cả cộng đồng mạng vậy sống cái mà chửi nhiều hơn cái binh nó có những người người ta lên em là nói chuyện đàng hoàng đó có những người người ta chửi cho mà nhục luôn nghe nhục chưa trời má ơi thầy võ nằm yên ơi thầy ra nhanh giùm cái đi cho thầy em được yên như chúng em được yên với chúng tôi cứ về hoài nó mệt mỏi gì đâu mệt mỏi luôn cả thế giới không được bình yên